Nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung kéo dài bao lâu? Hôm nay, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đón nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, trong khi Nam Bộ tăng mưa vào chiều tối và đêm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng nên hôm nay miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, riêng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng 6. Từ ngày 21 tháng 6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Riêng vùng núi đêm 20 và ngày 21 tháng 6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm ngày 21 đến ngày 23 tháng 6, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Dự báo nắng nóng gay gắt ở khu vực này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, sau giảm dần. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Dự báo từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 6, mưa gia tăng ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Vào chiều tối và tối, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo, hôm nay chỉ số tia UV trên cả nước ở ngưỡng gây hại rất cao. Người ra đường được khuyến cáo mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Tại những nơi nắng nóng gay gắt như Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ cao xảy ra cháy. Nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng, nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực miền Trung. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Miền Trung có thể đón mưa lũ dồn dập cuối năm. Nhiều cơn bão sẽ xuất hiện kết hợp với không khí lạnh đến sớm, có thể khiến các tỉnh miền Trung đón mưa lũ dồn dập trong các tháng 10 đến tháng 11 năm nay. Nguy cơ tái diễn kịch bản mưa lũ kỷ lục năm 2020. Mưa có thể nhiều hơn 50-70%. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hầu hết trung tâm khí tượng lớn trên thế giới đều dự báo, trạng thái La Nina sẽ duy trì từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 55-65%. Đây là năm thứ ba liên tiếp, La Nina vẫn duy trì. Điều này rất hiếm gặp bởi thông thường một chu kỳ chỉ kéo dài 2 năm, ông Lâm nói. Do tác động của La Nina, từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ngày 10 tháng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4-6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Số lượng này xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những năm xuất hiện La Nina, bão thường dồn dập vào cuối năm cùng với nguy cơ xuất hiện các cơn bão có cường độ mạnh, dị thường, trái quy luật. Một điều đáng lo ngại nữa, theo ông Lâm, là không khí lạnh năm nay có khả năng hoạt động sớm. Nền nhiệt các tháng đầu mùa đông ở miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Sự tác động của các cơn bão mạnh kết hợp với không khí lạnh đến sớm cùng điều kiện địa hình sẽ làm các tỉnh miền Trung đối diện với nguy cơ đa thiên tai. Mưa bão dồn dập, kéo theo lũ lụt,
sạt lở đất trong các tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, ông Lâm nói. Cụ thể, dự báo trong tháng 10, tổng lượng mưa Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30 đến 60%, có nơi trên 70%. Tháng 11, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 15 đến 35%, có nơi trên 40%. Tháng 12, tổng lượng mưa toàn miền Trung phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 10 đến 30%. Tây Nguyên cũng đón nguy cơ mưa lũ liên tiếp trong các tháng 10 đến tháng 11 với tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 30 đến 60%. Trong đó tháng 10 có nơi cao hơn trên 70%, nắng nóng ít gay gắt hơn. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, sau tháng 5 và 6 tương đối mát mẻ do mưa nhiều, từ tháng 7, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh miền Bắc. Có thể xuất hiện những ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C. Gần nhất, từ nay đến 19 tháng 6, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, nắng nóng ở miền Bắc năm nay được nhận định không quá gay gắt và kéo dài. Trong các tháng 7 đến 9, lượng mưa ở miền Bắc vẫn nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với tổng lượng mưa trong tháng 7 cao hơn 10 đến 20%. Trong tháng 8 đến 9 cao hơn 5 đến 10%. Dự báo trong 2 ngày 18 đến ngày 19 tháng 6, Hà Nội ít mưa, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Từ chiều tối và đêm ngày 19 tháng 6 đến 20 tháng 6, Hà Nội có thể đón mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động 27 đến 32 độ. Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ gia tăng trong những ngày tới, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày 50 đến 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 17 giờ. Dù mùa hè năm nay được nhận định là ít gay gắt, nhưng trong tháng 7 vẫn có thể xuất hiện các giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, bão mạnh dị thường trái quy luật ngày càng tăng, mưa cực đoan trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Ví dụ thời gian gần đây, Hà Nội xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn, chỉ trong 1 đến 2 giờ có thể lên tới 150mm. Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.